Let's read in English in Psalm 31, verse 12. It's verse 12, 21 actually. 31, 21. So let's read together. Praise the Lord, for he has shown me the wonders of his unfailing love. He kept me safe when my city was under attack. And, you know, in Orange County, Riverside, we are being attacked by fire. The holy fire has burned more than, I think it's 9,600 acres, something like that. And more than 20,000 households has been evacuated. And so, but the promise of the Lord that he will keep us safe. Trong tiếng Việt chúng ta cùng đọc với nhau. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va Thầy, vì tại trong thành vững bền Ngài đã tỏ cho tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta sự nhân từ, sự lạ lùng, nhân từ lạ lùng của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng đến với Chúa, và mỗi người chúng ta đến trong sự cầu nguyện giờ này. Chúng ta mời sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Thưa tất cả ông bà chị em quý vị ở đây, chúng ta cùng đến để chúng ta xin Chúa Thánh Linh đầy ngập trong căn phòng này. Mặc dù chúng ta biết rằng chúng ta nơi công cộng, nhiều khi không khí không phải như ý muốn chúng ta ở một nơi kín đáo như là nhà thờ chúng ta, nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là đang ở khắp tất cả mọi nơi, và đền thờ mà Chúa ngự trị đó là trong tấm lòng của chúng ta. Đức Chúa Trời chúng ta không ngự trị trong một cái cơ sở, một cơ sở của vật chất nào, nhưng Ngài đang ngự trị trong tấm lòng của mọi con cái yêu dấu của Ngài. The Lord doesn't reside in a building, but our bodies, our heart is the temple that the Holy Spirit dwells. And so he is within us, and the Bible says he who is in us is greater than he that is in this world. Amen. And so we praise the Lord. We know that he's here with us, he loves us, and he loves the gathering of his holy people, his devoted people, sanctified people, set apart unto him. And so we come to him, oh Heavenly Father God, Holy Spirit, we thank you for being here with us. We praise you, we invite your presence as we lift up the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. May you bless this place and everyone who is here with us, Father God, as we magnify your name, as we lift your name on high. May you be honored, may you be lifted up, may you be glorified among us today. And you bless all of us as we praise and worship you, Heavenly Father. Here we go. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came. You came from heaven to show the way from the earth to the cross. My death today from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Light your time, go sing your name. Lord God, you don't turn your heart down. Don't pursue your heart. Oh,
to show the way from the earth to the cross. My death to wait, let me hear you. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I give your name, Lord, you died a day. You died in faith and in dark days of your glory. You're in your glory, you died to my temptation, Lord. Then the joy of the
chân trái lên tìm nhau cứu vớt bao tội nhân lừa lên mới tâm con ngày ơi cháy lên nước tim vì tình yêu Giê-xu cháy lên nước tim vì nhà cứu vớt bao tội nhân lửa lên lúc cháy mãi trong lòng con lửa lên lúc cháy mãi trong lòng con. Hallelujah, hallelujah. Chúng ta đang warm up để cho buổi tối nào chúng ta thật sự dịch bùng cháy hơn nữa cho Ngài. Amen, hallelujah. Cảm ơn Chúa một lần nữa, chúng con biết ơn Ngài. Bởi vì Chúa của Chúa, lửa của Ngài, lửa của Chúa Thánh Linh cháy trong mọi tâm lòng của chúng con. Vì chúng con đang sống trong thời đại cuối cùng này, Chúa ơi. Không phải là một dịp tình cờ ngẫu nhiên mà chúng con đang có mặt tại nơi đây. Và không phải một dịp tình cờ ngẫu nhiên mà có một cái đám lửa cháy kêu là lửa Holy Fire. Ôi Chúa ơi, chúng con không biết ai đã đặt cái tên đó Holy Fire. Ôi nhưng mà Chúa, chúng con biết rằng Chúa đã bày tỏ cho biết rằng chúng con đang sống trong những ngày của thời đại cuối cùng. Ngày giờ của chúng con không còn bao lâu nữa cho đến khi Chúa Giê-xu chúng con trở lại. Và chúng con đang sống trong thời đại cuối cùng. Bao nhiêu ngàn người đã bị phải di tản bởi vì ngọn lửa đã đốt cháy. Đốt cháy những đám rừng, đốt cháy những nhà cửa hư hao. Nhưng Chúa ơi, ngọn lửa đó không bằng lửa của Chúa Thánh Linh ở trong lòng của chúng con. Bởi vì chỉ có Chúa Thánh Linh mới có thể đốt cháy tâm lòng cứng cỏi. Để rồi chúng con đứng trước mặt Chúa được mềm mại, được mở ra. Để chúng con đón nhận Ngài, tin nhận Ngài. Bởi vì tất cả những điều gì của thế gian này sẽ bị thiêu hủy hết Chúa ơi. Chỉ có linh hồn của con người sẽ tồn tại. Bởi vì linh hồn sẽ trở về Đấng Thượng Đế, là Đấng sáng tạo nên nó, Chúa ơi. Chúng con, mỗi người đều phải hầu, ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời của chúng con, Chúa ơi. Xin Chúa cho chúng con đốt cháy bởi ngọn lửa của Ngài, để hết lòng yêu mến Chúa, kính sợ Ngài, và hầu việc Ngài trong những ngày cuối cùng này. Chúng con biết ơn Chúa, xin Ngài sức dầu trên bà mục sư Lê Kim Cúc, cũng như bà mục sư Võ Sinh, để những lời chia sẻ của tôi tớ của Ngài, cho chúng con được những bài học quý báu, cho chúng con vâng theo lời Chúa và chúng con biết thực hiện. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con đến với Ngài và hết lòng cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen.